Chào các bác. Video sẽ cho các bác một loại thuốc đặc trị các loại sâu mà nó độc trong quả, trong cây. Đặc biệt là các bác hay hỏi là con sâu tơ nằm trong cây hành như vậy. Khi chui trong cây hành thì các bạn phun thuốc ấy, thuốc thông thường bên ngoài ấy, thì nó không có tác dụng gì, tại vì nó đã được bảo vệ. Hoặc là những con sâu mà nó độc trái các bạn, nó độc ra thì tầm một tuần sau là cái thịt trái sẽ lấp cái lỗ đấy. Việc các bạn là phun thuốc bên ngoài nó không hiệu quả, không tác dụng gì với sâu bên trong cả, mà trái đó chúng ta sẽ bị hỏng. Nhiều sâu như vậy thì trái cây, cây trồng, cây hành nó sẽ mất năng suất, nó sẽ bị thối. Cho nên việc các bạn là lựa chọn một loại thuốc nó đặc hiệu, đúng bệnh, hiệu quả cao, chúng ta biết phối hợp cộng thuốc với nhau để nó bổ trợ tăng hiệu quả lên, để tiết kiệm công phun và đạt được hiệu quả, thì các bạn phải biết tên thuốc. Qua kênh AdiVlog AdiLife thì tôi chia sẻ cho các bạn một loại thuốc đặc trị hiệu quả cao nhất mà tôi đã cung cấp cho nông dân khắp nơi đánh giá hiệu quả cao. Mời các bác đón xem. Thuốc có tính xông hơi, vị độc, tiếp xúc, thấm sâu, lưu dẫn. Năm tác động. Đây các bạn. Hàm lượng cao nhất có tên là carbon sulfan 25EC của công ty hợp chí rất uy tín các bạn nhé, công ty lớn. Thành phần là carbon sulfan 250g trên lít, phụ gia vừa đủ 1 lít. Carbon sulfan có hàm lượng hoạt chất cao 25%, thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc, đặc biệt có khả năng lưu dẫn mạnh. Carbon sulfan có khả năng diệt trừ hiệu quả nhóm côn trùng miệng nhai và chích hút ẩn sâu bên trong cây trồng, dễ dàng phối trộn với được các loại thuốc bảo vệ thực vật khác tăng hiệu quả phòng trừ. Thì các bạn pha chung thuốc khác được mà trừ gốc đồng lô huỳnh nhé, nhưng gốc mà có hàm lượng cao á. Trừ rầy nâu hại lúa 60ml cho bình 25 lít. Chai này khoảng 400ml, tùy cái công thức người ta đăng ký với Bộ Nông nghiệp. Và kết hợp với thuốc có tên là Ba Đăng của công ty Vitomo. Ba Đăng 95SB dạng bột, hoạt chất là captat hydrochloride 950g trên ký. Đây là hoạt chất của Nhật Bản các bạn, chưa ông tiên làm được các bạn nhé. Công phá sâu rầy, khối lượng 100g. Ba Đăng, sản phẩm Ba Đăng 95SB chính hiệu của Nhật Bản, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại của Nhật Bản nhằm tăng hiệu quả diệt trừ các loại sâu hại, đảm bảo chất lượng bền vững, đồng thời ức chế tính kháng thuốc của sâu rầy gây hại. Đăng ký cho cây lúa, sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu 20 đến 28g cho bình 16 lít. Cây lạc, sâu khoang, cây mía, sâu đục thân 30 40g cho bình 16 lít. Theo khuyến cáo sản xuất thì nó rơi tầm 2 đến 3 gói cho một phi 200 lít. Theo đăng ký các bạn nhé, sản phẩm của Sumitomo Tokyo Japan. Phân phối thì công ty Sumit Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt 100g. Các bạn có thể pha với thần điêu để tăng cái lực lưu dẫn, tiếp xúc, thấm châu, loang trải, tiết kiệm công phun, hạn chế rớt thuốc. Thần điêu tôi đã có khoảng 3 video review rồi, các bạn có thể vào xem. Thần điêu là chất lưu dẫn, đặc biệt tăng hiệu lực, thấm sâu, loang trải. Có thể pha chung với tất cả thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc trừ cỏ, thuốc nấm bệnh, sâu rầy, nhện, hiệp sáp để tăng hiệu quả. Một chai 100ml này pha được 400 lít nước. Thành phần thì rất là dài các bạn. Đây là một chất phụ gia đặc biệt của thuốc, chất trợ dẫn. Khi các bạn pha chung với thuốc thì chúng ta thấy là thuốc nó ít bị rớt,
và cái lá cây nó bóng hơn, trái nó bóng, loang trải đều hơn, giúp thuốc tiếp xúc vào vết bệnh cũng như là tiếp xúc vào côn trùng được nhiều hơn, tiết kiệm công phun, tăng hiệu quả thuốc, hạn chế rửa trôi, bốc hơi khi trời mưa. Thì khuyên cáo thực tế của tôi hướng dẫn cho bác tiết kiệm, nếu mà theo khuyên cáo công ty ấy, rất là nặng tiền các bạn, và phun nhiều cây nó bị nóng. Cho nên theo được thực tế bên Anilai đã cho nông dân dùng nhiều rồi. Cứ một chai cao su sunfan này 400 ml này với một gói ba đăng của Nhật Bản 100 g, các bác pha cho, nếu mà sâu đầy khó trị mà nhiều á, nó nằm bên trong rồi các nhá, bên trong trái cây hoặc bên trong vỏ cây, bên trong cây trồng, thì các bạn pha cho 200 lít nước, phun kỹ cây trồng để thuốc tiếp xúc lần một không được thì thuốc sẽ thấm sâu lưu dẫn, và sâu bên trong sẽ bị ngạt hoặc là ăn vào, sâu sẽ ăn vào cái trái cây vỏ cây đấy, vào cái hành đấy, sâu sẽ chết. Ở đây là loại phối hợp hiệu quả rất là cao các bạn. Thực tế tính thuốc của nó đã nhiều nông dân đánh giá rất là hiệu quả, mà phối hợp với nhau cái này nữa thì càng tăng hiệu quả lên, và các bạn pha chung với trợ dẫn thần điêu nữa thì càng tốt, càng hiệu quả. Thì khi mà bệnh nhà chúng ta phun được ngăn chặn thì các bạn không phải phun nhiều lần, tiết kiệm công phun, không lãng phí và ngăn chặn côn trùng cắn phá kịp thời. Nhiều bác nông dân phun rất nhiều thuốc nhưng mà hiệu quả chưa cao, chưa biết thuốc nào để phòng trị những cái bệnh sâu đục trái, đục quả, đục thân, đục cành khó trị. Thì các bạn có thể áp dụng bộ ba sản phẩm này để đạt hiệu quả cao. Các bác có thể mua những hàng này ở các hàng tư nông nghiệp gần chỗ các bác, còn nếu chỗ bác không có thì các bạn có thể liên hệ số Vinlife, chúng tôi sẽ báo giá và cách thức mua hàng, gửi hàng cho các bác. Cảm ơn các bác đã xem video. Các video tôi có giá trị, có ích cho các bác thì các bác cho tôi một like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem và đăng ký kênh ủng hộ tôi làm review các clip tiếp theo cho nông nghiệp. Cảm ơn các bạn.